Rồi sao? Em đi hôm qua vì thầy bảo là viêm da khớp. Đúng rồi, viêm da khớp. Vâng. Em hôm qua viên viên thực làm cho cả ngày. Thì thấy dễ chịu ha. Vâng. Mà hiện nay giờ sau khi mà làm hết cả ngày rồi, thấy dễ chịu rồi, bây giờ còn khó chịu gì nữa? Tại đấy là hôm qua cái chị thực cho bảo là cái chân nó gần cứng. Gần cứng, Vâng. cứng là cứng chỗ nào? Thấy chị nói vậy em có biết cứng cái chỗ nào? À, rồi thôi được rồi, mình phải cứng mình phải biết cho nó. Cứng mình không biết thì người ta cứng giùm. Rồi bây giờ thầy có cái lời khuyên trong cái vấn đề mà viêm da khớp dạng thấp. Viêm da khớp dạng thấp là một cái bệnh đó là coi như là phải nói là rất là rắc rối ha, vì nó kéo dài hết cả cái cuộc đời mình, do đó là mình phải rất là chuyên cần trong vấn đề trị liệu ha. Cái thứ nhất á, là phải nhớ là vậy, là mình ở miền Bắc á, thì nó hay bị lạnh giảm thấp, do đó là đừng bao giờ quên, đối với những trường hợp viêm da khớp dạng thấp thì phải suốt đời ôm hai cục đá ha. Lúc thì cơ chờ mở gan, lúc chờ mở dưới rốn, lúc chờ mở cổ, là phải để cho cơ thể lúc nào cũng ấm áp, cho nên tối nào phải chườm đá. Chiều ban ngày được không thầy? Được, ban ngày được càng tốt nếu có thời giờ rảnh. Cái thứ hai là hút không khí. Cái thứ ba là chườm đá nóng ở cái vùng gan. Rồi đừng bao giờ quên ba cái tiêu chuẩn đó. Ngoài cái chuyện 16 8 á, thì vì mình gầy cho nên mình ăn buổi trưa và buổi chiều đầy đủ, ngon lành rồi, chỉ nhịn buổi sáng thôi ha. Rồi còn riêng á, là ba cái thứ á, là rượu ớt, rượu nhào, rượu khốp làm mình uống suốt đời. Thật ra là nếu mình tính ra cái chi phí á, đối với mình điều trị ở bên ngoài á, thì cái chi phí nó không cao và nó duy trì hoài. Cái điều quan trọng của nó là nó làm cho sức khỏe mình càng ngày càng tăng lên. Nhưng có một cái điều rất là hấp dẫn, đó là mình không bao giờ bị phản ứng phụ của thuốc. Vậy nha. Rồi, nằm xuống đi. Nằm nằm liền quay đầu Muốn quay đầu, quay đầu, quay. Quay đầu bên kia đi em, cho đầu quay đầu bên kia luôn đi. Cái đó ngừng. Cái quay cái này thôi. Để tiếp tục cái này thôi. Rồi, kéo cổ đi. Kéo cổ nhẹ nhàng thôi nha. Rồi đi. Rồi, ngồi đi. Rồi, tốt rồi. Rồi. Lấy cái khăn che này xem. Đó. Đúng rồi. Cái ngũ bội tâm tinh á, là khi mình bấm á, là nó làm cho điều hòa hết cái cơ thể. Ra cái này nó quan trọng lắm. Và nó kích thích cái sức đề kháng của cơ thể cũng mạnh lên, gân cốt được mạnh lên. Riêng cái ngũ bội tâm tinh cũng đã làm cho cái người mình mạnh lên hết rồi. Ra học cái này với ráng nhớ luyện cái bài này. Rồi, ok, xong rồi. Rồi, ngồi dậy đi. Rồi, ngồi dậy. Hồi nãy kéo rồi. Bẻ lưng cho anh trên này cái rồi, rồi. Rồi.
đâu gần gần. Đó. Quay sang bên đây. Ừ, bên hông. Rồi. Rồi, ấn cái điểm bên hông. Đứng nằm im đó nha. À, nằm im đó. Rồi. Rồi được rồi. Rồi tốt rồi. Ôi trời ơi. Rồi nha. Cảm ơn thầy. Rồi. Rồi tiếp ai nữa? Em là cổ vai gáy em cũng bị thoái hóa này. Hai cái khớp vai thì hôm nọ đau quá nhẽ là em phải uống thuốc nhưng mà may uống rượu ớt mấy loại thì của thầy rồi. Đúng rồi. Thì tốt, không phải gì cả thì là bây giờ nó đỡ đau rồi. Rồi. Nhưng mà nó vẫn mỏi ạ. Đúng. Thế còn đâu là cái đĩa đệm của em là năm 2020, năm nay là 4 năm là cái đĩa đệm của em đi khám là em nằm viện 2 tháng ở bệnh viện rồi. Rồi. Đông y tây y em uống chữa hết rồi ạ. Rồi. Thế mà nó bị xẹp mất 3 đốt. Xẹp hết 3 đốt. Và nghiêng cái cột sống này sang phải. Ừ. Và còn đâu thì là dính cột sống. Thế rồi gai cột sống, nghĩa là em bị hết ạ. Rồi. Thế còn cái nặng nhất của em là em đứng chữa là cái tĩnh mạch này. Rồi, suy giảm tĩnh mạch. Đấy. Thế thì em uống 3 loại rượu các thứ của thầy hết rồi, nhưng tĩnh mạch của em nặng quá. Thế thì bây giờ em mới bảo nhờ thầy xem hôm qua là có chị Thủy chị làm cho, chị cũng có dạy cách tự chữa. Đúng rồi. Rồi các thứ như thế nào, các thứ thì chị hôm qua chị cũng dạy rồi. Thế rồi. Thì hôm nay thầy hướng dẫn thêm cho em rồi, để em về rồi, làm vì hôm dâu em hôm nay không lên đây được. Được rồi, thôi được rồi. Bây giờ thứ nhất á, thì tôi có mấy cái lời khuyên đối với cái bệnh xương khớp. Vâng ạ. Hồi nãy là đốt sống cổ, rồi đốt sống lưng bị xẹp, đồ này nọ các thứ đó là cái dấu hiệu của một cái bệnh của người lớn tuổi, tức là lão quá rồi, tất cả xương nó suy hết rồi. Cái đó là bệnh về xương khớp. Do đó cái mà liệu pháp á, mà hay nhất ở trong cái điều trị của cái xương khớp này đó, đó chính là phương pháp ăn 16-8. Có. Rồi. Thành ra mình sẽ duy trì, mà có khi mình sẽ duy trì suốt cả cuộc đời. Vâng. Tại vì cái chuyện ăn 16-8 mà thực hiện được tốt á, thì 10 năm sau cái phần, cái hệ khung xương mình nó tái tạo lại cái khung xương mới. Vâng. Thành ra mình những cái đó mình sẽ lần lần mình thấy nó giảm bớt đi. Vâng. Ha. Cái thứ hai là hút không khí. Tại vì tuổi lớn rồi đó thì cái oxy mình thiếu nhiều lắm. Mà hãy mà oxy nó thiếu á, thì cái khớp xương, cái xương của mình nó dễ lão quá. Mà nếu mà oxy đầy đủ thì cái khớp xương nó chống lại cái lão quá. Do vậy á, là hai cái rồi cộng thêm cái chườm đá nữa là cũng phải duy trì để cái thân nhiệt mình luôn luôn mà bảo giúp cho mình. Vâng. À, còn ba cái thứ rượu, rượu ớt, rượu khớp, rượu nhào á, là mục đích của nó là để hỗ trợ thêm cho cái phần cơ thể mình. Vâng. Thì chắc chắn một điều là cái sự mà điều trị theo kiểu mà của thập chỉ liên tâm á, thì suốt cả cuộc đời em cứ phải nghĩ một điều là phải 16-8 hút không khí, chườm đá, rượu ớt, rượu nhào, rượu khớp, nó sẽ theo mình suốt đời. Vâng. À, thưa thầy là em thực tập 8 tháng nay là em theo thầy rồi. Đó. Em xem Facebook của thầy là đó, em đều làm đầy đủ hết ạ. Đó, tốt quá. Và em thấy nó khỏe lên. Đó, nó khỏe, nó cứ đi. Vâng, cái xương khớp thì lên. Em thấy nó ổn rất là rồi, nhiều. Rồi. Và uống cả các thứ và em tập sáng hút hớp không khí, khí rồi các thứ là em làm đầy đủ rồi. Rồi. Cả chườm đá là ngày 2 buổi sáng và tối rồi. Rồi. Ngủ nghiếc là cũng đã ổn rồi. Rồi bây giờ thôi Phan. Thế nhưng giờ cái nặng nhất là bây giờ rồi, em. Rồi rồi, thôi bây giờ thầy nói tiếp cái phần cái mạch máu. Vâng. Thì cái mạch máu này á, là từ tuổi lớn là nó mới vậy à. À, thành ra là cũng không có phải nói, tại vì mình sinh đẻ rồi mình cực nhọc rồi lúc còn trẻ. Thì bây giờ là khi mình áp dụng những cái phương pháp kia kết hợp, trong đó nó có hai cái vị mà nó chuyên trị về cái này, đó chính là rượu ớt và rượu thập khớp. Nó chống luôn cả viêm tắc động tĩnh mạch luôn. Cho nên nó là yên tâm đi. Mà cái này là nó phải có cái tính thời gian. Còn khi mà muốn mà học về mấy cái mạch máu này cho nó rõ thì phải đăng ký lại học cái lớp ban ngày á, thì có mấy anh hướng dẫn rồi làm giúp cho mình luôn, thì cái đó sẽ tốt nha. Vâng. Thành ra là yên tâm đi. Rồi bây giờ kéo cổ bẻ lưng 3:1 cho cô này nha. Rồi nằm xuống.
Rồi rồi. Rồi em lấy ghế qua đây ngồi này tôi. Rồi đấy thầy. Rồi. Rồi, em dịnh hai cổ chân. Đó. Rồi. Đấy, cho nên á, đối với cái trường hợp mà xẹp cái cột sống lưng á, thì mọi người phải biết rằng đó là cái bệnh của cái lão hóa cái cơ thể mình. Tới càng lớn là càng yếu. Cho nên phải duy trì những cái phương pháp tập luyện cũng như là dùng mấy cái loại thuốc rượu ớt, rượu nhào, rượu khốp rồi đó. Thì cái cơ thể mình nó sẽ là tốt hơn. Cái điều quan trọng của cái trong vấn đề mà của mình á, là cái điều quan trọng lớn nhất của nó đó là mình không phải sao như nhau nó chín điều thôi mà. Rồi tốt quá. Rồi tụi em mới thấy trường hợp mà bị suy giãn tĩnh mạch đó, sâu á thì em thấy các cái ngón chân nó bị bầm bị hư hết rồi. Thấy chưa? Thành ra là chị này á, chị này là chỉ uống cái rượu ớt với rượu khốp rượu nhào thời gian mấy này nó sạch hết không có gì hết, đừng có lo, và nó có thời gian thôi. Là khi nào mà ngủ á, trước khi ngủ á là chịu khó chườm đá nóng ở cái vùng gan với hai bên miệng, nhớ nha. Tại vì nó cái hơi nóng mà đưa xuống dưới thì nó sẽ làm cho mình giảm bớt. Cái nhất cái hai là nó không làm cho mình bị chuột rút. Từ hồi em uống rượu ớt nhưng 38 tháng nay là em không bị chuột rút này ạ. À, hay quá. Đấy. Cái của em là ổn, coi như là pH thì rất là hết rồi ạ. Tốt quá. Ok. Rồi. Xong rồi đó. Rồi đây. Cố đứng thẳng lên. Cố đứng thẳng lên nào. Cố lên, cố lên. Rồi, cho lên ngồi lên. Đây mà chân quỷ á thì nó bảo. Đùi à. Rồi. Rồi, ông sợ té đó. Rồi, cho sếp em kéo sếp vô trong chỗ này. Rồi, ok. Ông đang bám ở đây, không nổi à. Giữ dần vậy đó. Rồi. Đây. Rồi. À, bị vậy là bao nhiêu lâu? 6 năm rồi. À, mấy? 6 năm rồi. 6 năm rồi. 2 lần rồi. Thì bây giờ đối với trong trường hợp mà cái chứng mà tai biến mạch máu não á, thì cái chứng này nó cứ 3 năm, cái chu kỳ của nó đó, cứ 3 năm nó lại tái lại một lần.
Do đó là khi mà mình trị liệu nó đó thì nhớ một điều này là huyết áp, thuốc áp không bao giờ được bỏ quên. Nè. Cái thứ hai là cái ở đây đã hướng dẫn cái phương pháp ăn 16-8 rồi hút không khí rồi chườm nã rồi các thứ đó, là cố gắng phải duy trì, mà cái chuyện đó người gia đình phải lo, phải không? Chứ còn người bản thân ổng thì ổng không có làm gì được hết đó. Nha. Và ba cái rượu ớt, rượu nhào, rượu khốp mà thầy nói á thì phải ráng cho uống thường xuyên, thì nó cái đó nó chậm nhưng mà nó duy trì từ 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 nó sẽ nâng lên, rồi tới một ngày nào đó nó sẽ tốt lên. Nha. Thành ra đừng có lo chuyện đó. Còn cái chuyện hay khóc hay cười đó là bệnh của cái người mà bị tai biến thôi à, không có gì đâu. Rồi bây giờ là ông nói chứ chưa được hả? Thầy hỏi nó có nói được không? Hôm qua giờ thấy nói sao? Nói được không? Thế hỏi hôm qua giờ có nói được khá không? Rồi bây giờ vậy nè, cái nói của ông á, thì cái nhiệm vậy giống như cái chuyện mà mình bị liệt á, thì mình phải tập luyện thường xuyên. Do đó là ở nhà chịu khó tập vợ cho ông. Tập vợ cho ông là thí dụ như nhà có cháu nội cháu ngoại gì không? Rồi kêu mấy đứa dạy ổng, chứ còn mình không có thời giờ đâu dạy. Thì mình kêu nó chơi, thứ nhất là mình kêu nó chơi với ổng. Thứ hai nữa là mình cho nó cái kẹo để cho mình dụ dụ cho nó chơi với ổng. Rồi mình nói với ổng là nó nói chuyện với ổng. Hiểu không? Tại cái bệnh này là phải có người nói chuyện. Rồi nói chuyện, rồi xong cái nó dạy cho ổng, nó lấy cái cuốn sách dần ra đó. Nó dạy A, B, C, rồi giáp, đó đó. Nó tập rồi, nó nói ông ơi ông A, cái ông nói A, nó B, con nó B, cái là nó ngồi nó làm cô giáo cho ông, hiểu không? Thì khi mà thực hiện được cái này á là bệnh ông khỏi rất nhanh, nhớ nha. Tại vì bệnh của một cái người mà cái di chứng của tai biến mạch máu não á là thường thường người ta hay buồn với cô đơn lắm. Tại vì sao? Tại vì trong gia đình nói chuyện với ông cũng không hiểu, mà rồi cái riết mình cũng mất cái kiên nhẫn đi. Nhưng cái đứa nhỏ mà cho nó bánh với kẹo á, nó ngồi nó quay ông suốt ngày ha, thì nó mới chơi nhau. Mà nó gọi là ở trong cái chuyên môn nó gọi là energization, tức là cái năng lượng của đứa nhỏ đó nó kích thích gì lắm, rồi nó chơi đùa với ông, rồi nó tập ông, rồi nó thậm chí nó giơ tay giơ chân cho ông, hiểu không? Cái điều đó em ơi, em bấm thêm cho thầy cái quyền điểm này đi, là như vậy. Thật ra là tôi dặn dò mấy cái đó chỉ cần thực hiện á. Tại vì trong cái di chứng của tai biến mạch máu não á, là cái người thầy thuốc họ chỉ chữa một cái phần, trong 10 phần họ có 3 phần đó, mà 7 phần là phải trong gia đình, mà 5-7 phần trong cái gia đình á, thì cái 5 phần mà quan trọng chiếm trong đó lại là mấy đứa nhỏ. Nhớ nha, về làm cái sẽ thấy khác liền. Ok. Rồi, đau ha. Rồi, bây giờ cho ông nằm đi. Nằm qua bên đây không? Nè. Đó, thì từ từ cái đó. Rồi tôi sẽ dặn cái đó. Cháu nằm qua đó. Rồi á, là đối với trường hợp của ông á. Rồi kéo đi. Kéo đi em. Rồi làm đi. Rồi hôm nay nhà có chườm đá vô không? Có. Rồi. Rồi. Không sao. Không sao đâu. Rồi. Không có sợ ngày chân xương cứng. Rồi. Cái giờ xin xuống chút. Rồi. Cái ổng bị bên tay này phải không? Rồi, em tập đi, lấy ghế ngồi đó, em bấm ngũ bội tâm tinh của cái tay nha, tay bên đó. Thấy không? Rồi mới chân của ông rồi nè, là máu nó xuống không được nè. Thấy không? Thành ra là khi mà chườm đá đó, là mình chườm đá cái gan, chứ mình chườm đá hai cái bẹn để cho máu đi xuống. Tại vì ông có cử động gì nó thiếu máu chi thôi.
Thành ra mình phải làm để tích cực mới được. Thay vì ta ngày ta chườm đá buổi tối đi đi ngủ thôi, còn ong mình cho chườm suốt là ngày 2-3 lần càng tốt. Khi bị cái liệt á, mình bấm gội tâm tinh không có giống như khác, không có bấm hai tay mà mình bấm hai chân, chứ mình bấm chỉ một chân thôi. Ví dụ mình bấm chân này ha. Đừng có lo, đau. Bây giờ mình bấm á, là bên đây á, để mình coi cái chân bên đây nè, mà nó có hoạt động nè, lâu quá nó không hoạt động nè, đây nè, thấy không? Thấy mà bên đây bắt đầu cái cơ nó giật nha, để ý nha, đó, đây nè, là nó giật, đó, cái này đó. Bây giờ bấm bên đây á, là để cho nó truyền qua kia. Đó, thấy chưa? Bắt đầu cũng giật lên rồi đó, ha. Đó, đó giờ coi luôn ha. Thì em cứ bấm cái đó đi. Đó này thấy không? Bây giờ bắt đầu nó lên rồi thấy không? Đó, thấy chưa? Đó. Thấy chưa? Bắt đầu nó cân cái chân kia lên đó. Đó nó coi này không? Đó. Đây. Bấm không có hay. Chữa bệnh cho chồng xong cái vợ bệnh luôn. Bị để khổ thân. Đau nó quằn cái cuộc sống. Là lòng nó thầy làm không? Mai là ông cưới vợ Việt Nam với ông cưới vợ mà dầm tay nó bỏ ông cái một. Thằng chân ra không bấm cái này đâu. Có chịu khó nha, có tí. Trong ấy thầy bấm nó co được cái chân của mọi người lên. Đó, bây giờ đang giữ lại đến chút xíu là bắt đầu nó từ từ. Đó, bây giờ thấy nó giật lên không nè, đó nè, nó giật cơ nè, cơ nó giật lên, nó lên từ từ nè. Kéo chứ, bật lên liền. Đó. Nghe nó co lên. Thế nè, bây giờ bắt đầu hoạt động lên nè. Nó giật nè, nó giật nè, thấy không? Mấy cơ này mới hoạt động ra lại, lâu quá nè, nó hoạt động nè, thấy chưa? Nó giật hết, các cơ nó giật lại hết. Đây, 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 coi chừng. Đây, đây, thấy chưa? Đó, nó cơ giật lên, thấy chưa? Nó rung lên hết toàn bộ mấy cơ này nè. Ok, rồi, bẻ lưng đi em. Kéo cổ chưa? Rồi, bẻ lưng đi. Kéo một lần nữa đi, cho nó giãn cái cuộc sống ra. Bấm lần thôi, ông bà muốn ông chết hả? Trời ơi, bấm lần là ông cũng điên lên rồi. Ơi, bộ bấm nhiều là được tốt rồi. Đây. Rồi nhà là ở đâu? Được, tốt, vậy được, tốt rồi. Nhưng mà nếu mà có cái sắp xếp được á, thì đăng ký cái lớp trong ngày á, cái là đến ở trong ở dưới, nhà dưới á,
rồi để cho mọi người làm tiếp cho. Ừ. Đó, chứ còn không phải là làm vậy là xong. Đó, thành ra là lợi cô Hương á, đăng ký cái hỏi cổ coi cái lúc nào có lớp vui là ban ngày ở dưới kia kìa. Cái ngày đưa cô bà ông đến đây. Rồi làm vậy cho rạng hết. Chẳng bao giờ mà ngồi chân nó cứng. Ráng cố gắng đi, ráng bữa nếu mà đi buổi xa đường buổi sáng ban ngày tốt quá. Lời hỏi nó hỏi chị Hương kìa. Nha. Rồi cho ông ngồi dậy đi. Rồi, được rồi đó. Nha. Để buổi ban ngày làm thêm tiếp nữa cho mà tốt cho ông. Rồi dìu ông ra giùm đi tụi em.